Quý vị nhìn vào trong cái trang số 49, trang số 49 ở trong cái file PDF của chúng ta đó, nó có cái phần mở đầu phía bên tay trái đó. Tôi nghĩ rằng cái dây chuyền chúng ta nó có thể hơi chậm với nhau một tí, nhưng tôi muốn quý vị chịu khó vâng lời tôi mà đọc lớn tiếng, đọc mình nghe được cái phần bắt đầu từ phần mở đầu cho đến cái câu chuyện tiếp á. Và chúng ta sẽ đọc với nhau hai lần, vì chúng ta bắt đầu vô cái bài học là đặt các câu hỏi chẩn đoán đối với thân hữu. Nhưng mà nếu chúng ta không nắm vững được nội dung á, thì chúng ta sẽ rất là khó. Xin chúng ta vui lòng đọc. Và bây giờ mà ai ngồi chỗ nào, người đấy bắt đầu đọc, đọc lớn tiếng lên cho mọi người đều nghe. Hai vợ chồng thì chồng đọc cho vợ nghe, rồi sau đó thì vợ lại đọc cho chồng nghe. Bây giờ xin chúng ta bắt đầu, mỗi người đều đọc và tôi cũng bắt đầu bên này cũng đọc. Đời sống hàng ngày, tín ngưỡng của họ, hội thánh chúng ta, lời chứng hội thánh và cá nhân. Xin cho phép tôi hỏi bạn một câu. Câu hỏi chẩn đoán: bạn có biết chắc một ngày nào đó bạn sẽ được về thiên đàng ở với Đức Chúa Trời không, hay bạn vẫn còn đang tìm hiểu? Giăng nhất đoạn 5 câu 13. Xin phép cho tôi trình bày làm sao tôi biết mình có sự sống đời đời, và bạn cũng có thể biết nữa được chứ. Trước khi trình bày, xin cho tôi hỏi thêm một câu nữa. Giả sử hôm nay bạn phải ứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời và Ngài hỏi bạn: lý do nào để ta cho con vào thiên đàng ở với ta? Thì bạn sẽ thưa với Ngài như thế nào? Lặp lại và xác định câu trả lời của thân hữu. Câu chuyện tiếp: khi nghe bạn trả lời câu hỏi thứ nhất, tôi tưởng rằng tôi có một tin vui để chia sẻ với bạn. Nhưng khi nghe bạn trả lời câu hỏi thứ hai, tôi biết chắc rằng tin vui đó là một tin tức tốt lành nhất mà bạn chưa từng được nghe đến. Chúng ta sẽ đọc lại với nhau một lần nữa, xem như và tưởng tượng như là có một người đang ngồi trước mặt chúng ta vậy. Đời sống hàng ngày, tín ngưỡng của họ, hội thánh chúng ta, lời chứng hội thánh và cá nhân. Xin phép cho tôi hỏi bạn một câu. Bạn có biết chắc rằng một ngày nào đó bạn sẽ được về thiên đàng ở với Đức Chúa Trời không, hay là bạn vẫn còn đang tìm hiểu? Giăng nhất đoạn 5 câu 13. Xin phép cho tôi trình bày làm sao tôi biết mình có sự sống đời đời, và bạn cũng có thể biết nữa được chứ. Trước khi trình bày, xin cho tôi hỏi thêm một câu nữa. Giả sử hôm nay bạn phải ứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời và Ngài hỏi bạn: lý do nào để ta cho con vào thiên đàng để ở với ta? Thì bạn sẽ thưa với Ngài như thế nào? Xin lặp lại, xác định câu trả lời của thân hữu. Câu chuyện tiếp: khi nghe bạn trả lời câu hỏi thứ nhất, tôi tưởng rằng tôi có một tin vui để chia sẻ với bạn. Nhưng khi nghe bạn trả lời câu hỏi thứ hai, thì tôi biết chắc rằng tin vui đó là một tin tức tốt lành nhất mà bạn chưa từng được nghe đến. Quan trọng là chúng ta phải nắm cho vững, nắm cho chắc cái câu hỏi chẩn đoán thứ nhất. Thứ nhì là câu hỏi chẩn đoán thứ hai. Và thứ ba là câu chuyện tiếp. Nếu chúng ta không nắm vững ba cái điều này, chúng ta vô bài học hôm nay rất là lúng túng và rất là khó. Tôi xin đề nghị quý học viên chúng ta cùng đọc chung với tôi câu hỏi chẩn đoán thứ nhất, câu hỏi chẩn đoán thứ hai, cái mà nó có dấu than đó, và cái câu chuyện tiếp rất là quan trọng từ cái phần mở đầu để chúng ta vô phần phúc âm. Chúng ta bắt đầu. Bạn có biết chắc rằng một ngày nào đó bạn sẽ được về thiên đàng để ở với Đức Chúa Trời không, hay bạn vẫn còn đang tìm hiểu? Câu thứ hai: giả sử hôm nay bạn phải ứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời và Ngài hỏi bạn: lý do nào để ta cho con vào thiên đàng ở với ta? Thì bạn sẽ thưa với Chúa như thế nào? Câu chuyện tiếp: khi nghe bạn trả lời câu hỏi thứ nhất, tôi tưởng rằng có một tin vui để chia sẻ với bạn. Nhưng khi nghe bạn trả lời câu hỏi thứ hai, thì tôi biết chắc rằng có một tin tốt mừng nhất mà bạn chưa từng được nghe đến.
ở trong vòng quý vị đây có ai phải đi vào bệnh viện để gặp bác sĩ rồi bác sĩ khám bệnh cho mình chưa? Có. Người Việt Nam chúng ta hay nói, người Hải Phòng hay nói là đi đâu về đấy, tôi đi khám bác sĩ. Thưa quý vị, mình đi đến bác sĩ khám bệnh hay là mình đi đến đó mình khám bệnh cho bác sĩ? Dạ, nếu mình khám bệnh cho bác sĩ thì bác sĩ phải trả tiền mình một xíu. Dạ, là tôi đi khám bác sĩ không phải, mà tôi đi đến để bác sĩ khám bệnh, chẩn đoán. Dạ. Khi tôi ở trong tù ra, lúc bây giờ tôi có 47kg thôi, thì ông bác sĩ đó, ông mới để ông nghe vào ngực của tôi, ông nói là ông là thanh niên hay phụ nữ? Tôi nói dạ thưa ông, tôi là thanh niên. Nói sao ông sợ yếu thế? Ông hít lên coi. Thì tôi hít vào, thở ra. Ông nghe cái ông nghe đó, ông nói là anh không phải bị lao phổi, nhưng mà anh bị một cái hội chứng gọi là lép phổi. Phổi tôi ở trong trại cải tạo đó thì anh rất là dữ, đánh tôi, đánh bằng cùi chỏ, đánh bằng đầu gối vào trung ngực tôi đó. Thì nhà tôi lúc bấy giờ mới gửi đường đen với là lá mãng cầu rồi cái gì đó gửi vào để mà là uống thuốc vào để cho nó sổ mấy cái máu đen bầm đen gì đó để mình sống. Chứ lúc bấy giờ thì cũng hơi khắc nghiệt. Tôi uống cũng có nhưng mà quên cũng có, với là cái phương tiện nó cũng khắc nghiệt. Thế rồi tôi về tôi gầy lắm. Bác sĩ khám bệnh nói tôi bị cái bệnh là lép phổi. Tôi rất là buồn, tự nhiên thanh niên mà giờ lép phổi có 43 cân. Thế thì cảm ơn Chúa, thì tôi nhận cái sự thương của Chúa, nên thì tôi về tôi để dành thì giờ cầu nguyện, tra xét lại. Và lúc ấy giờ là năm 1995, thì cảm ơn Chúa thì Chúa cho tôi một cái lời nhắc nhở và nói là con đến gặp mục sư Trương Văn Ngành để nhờ ông cầu nguyện. Tôi nghe rất là rõ cái lời đó trong một cái buổi cầu nguyện thứ bảy. Con đến gặp mục sư Trương Văn Ngành để nhờ ông cầu nguyện. Và cảm ơn Chúa tôi đến. Lúc bây giờ thì tôi đang ở quận 9 ở tại Thủ Đức, gần Thủ Đức. Thì mục sư Trương Văn Ngành mới đặt tay cầu nguyện cho tôi và xin Chúa Ngài làm phép lạ trực tiếp. Thì tôi muốn sống để hầu về Chúa, chứ không muốn sống với là người phổi lép, rồi giảng không được, nói không được, rồi có khi mình nghĩ rằng mình lao phổi, rồi mình bị cách ly với cộng đồng. Nhưng cảm ơn Chúa, qua cái việc chẩn đoán của bác sĩ thì tôi thấy được bệnh của chính mình 80-90%. Qua sự thương xót của Chúa thì Ngài đem cái quyền năng của Chúa động đến cuộc đời của tôi. Rồi qua cái sự chăm sóc của gia đình thì Chúa có thương xót. Và từ tôi 43 thì tôi lên tới 47kg. Rồi từ 47kg tôi lên tới 74kg quý vị. Rồi lên tới 77kg. Rồi nó lên tới 85kg. Lên tới 87kg. Ôi khiếp. Khiếp ơi là khiếp. Nói không biết thế nào mà nó lại béo thế. Nó rất là khó xử. Chỉ đến một ngày kia tôi phải kỷ luật. Và cảm Chúa hiện nay thì tôi còn có khoảng 73kg. Cái bụng mất ngay. Chúa cho vẫn khỏe mạnh như ngày nào và vẫn có thể giảng. Và gần đây thì tôi có kiểm tra thì bác sĩ nói rằng tôi 62 tuổi, nhưng mà huyết áp bình thường, tim mạch bình thường, uric acid uric thì hơi dư một tí, đường á, tiểu đường á thì hơi thấp một tí, nên đề nghị tôi xin lỗi mục sư, cái máy của để chữ meeting nam á, xin vui lòng tắt cái mic giùm nha, để mục sư nói rõ. Cảm ơn mục sư. Rồi, tôi nói anh em nghe rõ không? Dạ, nghe được mục sư. Lại có một máy mở. Dạ. Rồi, chúng ta đi tiếp nha. Như vậy chúng ta nhìn trong bài học của mình á, nói gì? Không có một cái công cụ nào mà gọi là hoàn toàn chính xác hết tất cả. Chúng ta xem trong trang 50 đó. Cái mỗi ngành đều có tiến bộ hết á. Y khoa có ống nghe, cơ khí thì có thước cặp, có ban me, rồi vân vân. Nhưng mà
không có một công cụ nào chẩn đoán gọi là chính xác, hoàn toàn chính xác, chúng ta biết đó. Nhưng mà nó rất là có ích. Kể như cái ống nghe của bác sĩ mà động đến cuộc đời của tôi là Trần Thế Thiên Phước năm 95 á. Vì vậy chúng ta dùng hai câu hỏi này để mà chẩn đoán về cái nhu cầu tâm linh, về cái sự suy nghĩ của thân hữu về vấn đề sự sống ở đời, về vấn đề thiên đàng trong đời sau. Và thật sự mà nói, nếu thánh linh không làm việc thì lòng người ta vẫn đóng băng à. Nhưng mà tôi tin rằng Chúa mở lòng. Nè, khi mà thân hữu trả lời hai câu hỏi chẩn đoán này, chúng ta gạch dưới nè, chứng nhân á phải hiểu rõ cái ý của thân hữu, hiểu rõ cái ý thân hữu. Thí dụ thân hữu nói là tôi làm việc lành, hay là tôi biết chắc, tôi không biết chắc, tôi đang tìm hiểu. Chúng ta phải chú ý và rất là mạch lạc để chú ý cái điều đó của thân hữu. Rồi á, thứ nhì á, đó là thân hữu họ phải xác nhận rằng chúng ta hiểu họ đúng, chúng ta hiểu họ điều đó đúng, tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Campuchia gì vân vân, nhưng mà họ nói mình hiểu, rồi mình nói họ hiểu. Rồi á, chúng ta là chứng nhân là phải nhận ra là thân hữu họ đã có sự sống đời đời hay chưa, và họ đặt niềm tin gì vào đâu để có sự sống đời đời. Qua hai câu hỏi này á, thì mình biết là họ đang tìm hiểu, hay là họ chưa có, hay là họ ở trong một cái tình trạng không cần, không thích, không nghe gì đó. Chúng ta phải nắm được cái điều đó. Và họ tin vào công đức, hay là họ tin vào tổ chức giáo hội, hay là họ tin vào cái sự khôn ngoan của bản thân. Và thậm chí có những người là tôi không cần thiên đàng, tôi không cần Thượng Đế, không cần Đức Chúa Trời, vân vân. Và đặc biệt ở ngoài Bắc chúng ta thì có một số người vô thần, người ta thường hay nói như vậy. Nhưng mà đừng có bối rối, chúng ta cứ nhẹ nhàng để mà có thể làm việc với họ. Bây giờ như thế này, khi có hai thân hữu cùng hiện diện thì mình nên bắt đầu nói chuyện với cái người nào mà mình cảm nhận rằng đó họ có cái khả năng, họ ít có khả năng, ít có khả năng, ít có khả năng trả lời đúng nha. Vì vậy, thí dụ có hai người cùng hiện diện thì mình phải làm sao? Đó là ví dụ một người Công giáo với là người Phật giáo đang ngồi với mình chọn người nào? Thật ra thì Chúa cảm động mình lúc đó, mình chọn một người nào để mình đặt trọng tâm, mình nhìn vào mắt, nhìn vào mặt, nhìn vào cái gì đó thân thương, làm chứng. Nhưng mà khi làm chứng cho người đó thì người khác cũng nghe. Tôi làm chứng, dẫn một toán đi làm chứng thì tôi vô một cái tiệm thuốc Tây để tôi làm chứng. Thì cái cô bán thuốc vừa mua thuốc vừa làm quen rồi cũng nói chuyện làm chứng. Nhưng mà cổ làm chứng mà cổ nghe cổ mệt mỏi lắm. Nhưng mà có một người phụ nữ bồng một đứa con, cổ đến cổ cũng mua thuốc rồi cổ nghe mình nói chuyện. Ở thành phố Phnom Penh của người Campuchia đó thì người Việt mình cũng không nhiều lắm, thì họ thấy mình là người Việt mà, thì tôi nói chuyện với cái cô bồng con, cổ đứng cổ nghe. Khi tôi kêu gọi cái cô thì nói là cô ơi, cô nghe có rõ không, và cô có muốn tiếp nhận cái sự sống đời đời này ngay bây giờ không? Thì cô nói rằng em chưa cần, em sẽ tìm hiểu thêm. Tôi nói vậy sao? Tôi nói thế thì chúng tôi xin phép tặng cho cô một quyển sách, và có gì chúng tôi sẽ hẹn lại. Cô nhận sách. Thì chúng tôi vừa định bước đi thì cái cô bồng con á, cô nói là chú ơi chú, nhưng mà con cần, con thích, giờ chú bé qua vài bước ghé vô nhà con đi. Thế là cô mới bồng nách đứa con ra, rồi chúng tôi cái toán chứng đạo mới bước qua cái nhà một bên đó, rồi vô cái cổ. Rồi cảm ơn Chúa, chúng tôi làm chứng và cô đã cầu nguyện tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa của chúng mình. Đó là một trong những cái trải nghiệm của tôi mà khi gặp hai người thì á, một người mà mình chú ý nhưng mà lại người đó lại không tin Chúa, nhưng mà cái người kia mình không chú ý nhưng mà họ nghe, thì Chúa mở lòng họ để họ tin nhận Chúa. Chúng ta chú ý nha, khi có thân hữu cùng một lúc có hai người thì mình nên hướng về một người nào đó mà người đó ít có khả năng trả lời đúng cái câu hỏi này. Giờ cái câu chuyện tiếp từ cái lời chứng sang các câu hỏi chẩn đoán. Lời chứng cá nhân á, câu chuyện tiếp từ lời chứng cá nhân sang các cái câu hỏi chẩn đoán. Đây là một điều rất là quan trọng. Nếu như chúng ta mà không viết được cái lời chứng cá nhân thì rất là khó. Nên tôi xin chị Tuyết, xin chồng chị Tuyết,
Xin cô Hành Hải Phòng, Hà Nội. Xin anh Dĩa bên Nga là cố gắng email cho tôi cái lời chứng cá nhân để tôi có thể giúp đỡ anh chị sửa. Rồi sau cái đó thì mỗi năm, mỗi tháng, mỗi kỳ nó đều có thay đổi những cái trải nghiệm khác nhau. Thì chúng ta có thể minh họa cái lời chứng cá nhân để có thể tiếp xúc với lạc thân hữu theo như cái khả năng của mình có. Và bây giờ chủ đề của lời chứng hội thánh và cá nhân chúng ta coi trong bài học đó, đó là sự sống đời đời. Chúng ta viết chữ sự sống đời đời vào đó. Chủ đề của các lời chứng hội thánh và cá nhân đó là sự sống đời đời. Điều này dẫn thẳng đến câu chuyện, tức là tôi xin phép hỏi bạn một câu. Có một số người rằng tôi xin phép hỏi bạn một câu, hỏi câu gì? Bạn có muốn giống như tôi không? Thế là vứt đi, phá sản ngay. Nhưng mà cái câu của chúng ta là gì? Đó là bạn có biết chắc một ngày nào đó bạn sẽ được vào thiên đàng để ở với Chúa không, hay bạn vẫn còn đang tìm hiểu? Đặc biệt chứng đạo sâu rộng không cho phép chúng ta trấn áp hái trái cây chưa chín mà phải xin phép người ta đồng ý. Vâng, chị cứ hỏi. Vâng, cô cứ hỏi. Vâng, chú cứ hỏi. Thì ta cho một chữ là chữ yes, chữ vâng. Thì sau đó chúng ta sẽ bắt đầu vô là xin phép hỏi một câu, và hỏi câu thứ nhất. Bây giờ chúng ta đọc chung với nhau câu thứ nhất. Xin đọc chung với nhau. Bạn có biết chắc rằng một ngày nào đó bạn sẽ được về thiên đàng để ở với Đức Chúa Trời không, hay bạn vẫn còn đang tìm hiểu? Câu trả lời không cho mình biết là thân hữu có sự sống đời đời hay chưa, nhưng mà cho mình biết là thân hữu nghĩ rằng họ đã có sự sống đời đời hay chưa. À, chúng ta viết cái chữ vào đó là chữ nghĩ. Thân hữu nghĩ rằng mình có sự sống đời đời hay chưa. Chúng ta viết cái chữ nghĩ vào đó. Thân hữu nghĩ rằng mình có sự sống đời đời hay chưa. Mình sẽ gặp nhiều nan đề lắm nếu mình cứ cố gắng nói. Nhưng mà họ nói rằng đó là họ nghĩ rằng họ đã có rồi, họ có sự sống đời đời rồi, có Chúa rồi, có đức tin rồi. Đó. Mình sẽ rất là bối rối khi mà gặp những cái hạng người này như thế này. Nhưng qua hai câu hỏi chẩn đoán thì họ sẽ trả lời giống như là mình chẩn đoán họ vậy. Rồi, vì vậy chúng tôi giới thiệu, hay là chứng đạo sâu rộng đó. Vì vậy chứng đạo sâu rộng giới thiệu cho quý vị cái từ là hay bạn vẫn còn đang tìm hiểu. Chúng ta cần lưu ý là chúng ta không hỏi xem họ đang làm việc gì để được sự sống đời đời, hay là hỏi họ đang cố gắng điều gì để biết chắc rằng họ có sự sống đời đời. Chúng ta không có làm cái điều đó. Đã. Nhưng mà chúng ta chỉ nói rằng đó là bạn có biết chắc mình được vào thiên đàng ở với Chúa không, hay là đang tìm hiểu. Khi như vậy rồi thì dù người ta trả lời là tôi đang tìm hiểu hay tôi chưa tìm hiểu, thì chúng ta luôn luôn dùng một cái câu là câu Kinh Thánh Giăng Nhất đoạn 5 câu thứ 13. Giăng Nhất đoạn 5 câu thứ 13. Chúng ta xem ở trong trang 50 phần cuối đó. Chúng ta hãy lấy Kinh Thánh ra và nói. Xin gạch dưới cái chữ là Kinh Thánh ra mà nói. Chúng ta lấy Kinh Thánh ra mà nói. Nói thế nào? Kinh Thánh chép. Quả thật. Kinh Thánh chép như thế nào? Ta viết điều này cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời. Biết mình có sự sống đời đời. Cái chữ biết đó, từ cái chữ hiểu với lại cái chữ biết của chúng ta đó, nó sẽ rất là gần với nhau. Hay bạn vẫn còn đang tìm hiểu? Thì bây giờ đó là ta biết điều này cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời. Rất là mạch lạc, và Chúa dùng cái dàn bài này rất là dễ thương đối với thân hữu của chúng ta. Và mình nói tiếp, đó là lý do mà Kinh Thánh nói điều đó, và được viết cho tôi, cho bạn, cho bác, cho anh trong cái thời giờ chúng ta nói chuyện với nhau buổi sáng hôm nay. Thế thì đặc biệt là chúng ta cần phải chừa lại, đừng có đọc luôn cái phần sau của câu Kinh Thánh này. Phần sau câu Kinh Thánh này đó là dành cho những kẻ tin nhận con của Đức Chúa Trời. Câu này chúng ta không cần đọc. Chúng ta chỉ cần cái phần đầu tiên thôi. Ta viết điều này cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời. Sau đó
mình cất kinh thánh vào. Rồi á, mình á phải nhớ rằng kỷ luật nha, chị Tuyết, mục sư Toàn, cô Tịnh, anh Đồng, là làm sao kỷ luật. Tôi năm nay 62 tuổi cho mà tôi có thể viết cái dàn bài phúc âm và có thể trình bày phúc âm một rất là dễ dàng, vì cớ tôi phải kỷ luật để thuộc cho được 13 câu kinh thánh, nắm cho vững cái dàn bài phúc âm. Và có một số người đã từng học nhưng rồi cuối cùng giờ vẫn y nguyên, là vì cớ mình không có cái tinh thần cầu nguyện để mà nhân rộng, và mình cũng không có một cái khao khát kỷ luật là mình thuộc cái dàn bài phúc âm, thuộc các câu kinh thánh để mình đi ra làm chứng. Mình không có cầm quyển kinh thánh lên rồi mình đi ra mình như thế này, rồi mình khua ra, rồi giống như là vũ khí để mà mình sáng vào mặt của thân hữu. Không có. Mình chỉ nói ra là thánh kinh cho biết, ta viết điều này cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời. Và đây là một cái giá trị rất là dễ thương cho mỗi người trong vòng của chúng ta. Rồi hãy cất kinh thánh, thuộc các câu kinh thánh. Rồi á, trong dàn bài nên chúng ta không cần phải tiếp tục mở kinh thánh ra mà quăng qua quăng lại trước mặt thân hữu nữa. Chúng ta nghe rõ đấy. Bây giờ chúng ta xem tiếp. Sau như vậy rồi thì chúng ta phải xin phép. Đối với người bác của chúng ta thì vấn đề xin phép á, là quan trọng lắm á. Xin phép. Mà trong cái xin phép này nó là một cái sự chân thành, chứ không phải là xin phép đẻo, chứ không phải là xin cũng được mà không xin cũng được. Nhưng mà chúng ta phải xin phép để cho họ có thể thấy được cái giá trị của đời sống của mỗi người trong vòng của chúng ta. Chúng ta lấy kinh thánh ra mà nói, và chúng ta phải xin phép, được sự cho phép. Có một câu của người, câu ca dao của người Bắc mình là như thế này. Hai người yêu nhau đó, muốn quen thì cứ làm quen. Cửa tuy có đóng mà then thì không có cài. Cửa tuy có đóng mà then không cài, có nghĩa là gì? Nó đòi hỏi là mình phải có một cái lịch lãm, đó là phải xin phép thì cửa sẽ mở. Anh có thể đến nhà gặp bố mẹ em, anh sẽ được điều này điều kia nếu như anh hiểu được ý của em, hiểu được ý của bố mẹ. Và trong cái văn hóa tự nhiên của chúng ta không có xin phép ma quỷ, chúng ta không có xin phép vào cái thế lực tối tăm, mà chúng ta phải đặt vào đầu nó thôi. Nhưng đối với con người trong văn hóa ứng xử á, thì chúng ta phải xin phép họ để họ cho phép mình chia sẻ phúc âm. Nó tựa như là họ đang cứng ngắc một cái cửa và chúng ta gõ cửa để họ có thể cho chúng ta được tiếp xúc cái câu hỏi chẩn đoán của chúng ta. Vì vậy, câu thứ nhất là chúng ta đã hỏi rồi. Xin cho phép cho tôi trình bày làm sao tôi biết chắc sự sống đời đời, và làm sao bạn cũng có thể biết nữa, được không ạ? Đừng có làm cái kiểu mà giống như trả bài. Xin phép cho tôi trình bày tiếp tục, hỏi vào làm sao bạn có thể biết nữa, vân vân. Đừng có trả lời theo cái lối mà nó mất nhịp, mà bình tĩnh, tự tốn. Bây giờ như thế này. Khi tôi hỏi cái cô Hải Phòng của tôi đây, là cô là thân hữu, tôi nói cô ơi, một ngày nào đó cô có biết chắc mình được vào thiên đàng không? Tôi nói có, tôi biết chắc chứ. Thế thì tôi mới trả lời như thế này. Làm sao tôi biết tôi có sự sống đời đời và cô cũng có thể có nữa, được chứ? Ô, cô nổi giận lên liền à. Ông không nghe, tai ông biết à. Tôi đã bảo là tôi có rồi cơ mà. Nếu như với những thân hữu họ nói rằng tôi biết chắc tôi có được vào thiên đàng, thì chúng ta bình tĩnh và chỉ nói như thế này. Ta biết, nói như thế này. Làm sao tôi biết tôi có sự sống đời đời? Và bây giờ cô cho phép tôi hỏi thêm một câu nữa, được không ạ? Như vậy nó sẽ mạch lạc, hợp lý, và khiến cho thân hữu họ cảm nhận rằng chúng ta đang tôn trọng họ. Và mình luôn cầu nguyện để Chúa bao phủ mình, và Chúa ngài trói buộc cái sự tối tăm trong lòng của thân hữu. Các bạn phải nhớ, nếu họ nói có thì mình phải bỏ qua cái phần thứ hai, làm sao bạn có thể biết nữa. Nếu cho họ cho phép chúng ta
thì chúng ta hãy nói trước khi trình bày, xin cho hỏi thêm một câu nữa và chúng ta sẽ hỏi họ câu hỏi thứ hai. Trong bài học có câu hỏi thứ hai đó, tôi mời quý vị sẽ chịu khó và chúng ta đọc chung với nhau cái câu thứ hai. Cái câu thứ hai của câu chẩn đoán này, chúng ta bắt đầu. Giả sử hôm nay bạn ứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời và Ngài hỏi bạn: lý do nào để ta cho con vào thiên đàng ở với ta? Thì bạn sẽ thưa với Chúa như thế nào? Như thế nào? Và đến bây giờ thì tôi hy vọng rằng các học viên ở trong lớp EE của cái phòng cầu nguyện quốc gia thế giới này đó, chúng ta phải đảm bảo là mình thuộc cái phần giảng bài phúc âm phần đầu đến hai câu hỏi chẩn đoán. Thuộc câu hỏi thứ nhất, thuộc câu hỏi thứ nhì, thuộc cái câu chuyển tiếp mà xin phép, thuộc cái câu chuyển tiếp để đi vào giảng bài phúc âm. Cái câu chuyển tiếp đi để mà đi vào cái phần thứ hai đó là gì? Trước xin cho phép tôi trình bày làm sao tôi biết chắc mình có sự sống đời đời. Xin cho phép tôi trình bày. Rồi á, cho phép tôi trình bày, rồi cho phép tôi hỏi thêm một câu nữa. Được không ạ? Xin cho phép tôi trình bày làm sao tôi biết chắc tôi có sự sống đời đời. Chấm. Rồi trước khi trình bày, xin phép cho tôi hỏi bạn một câu nữa. Một câu nữa thôi. Rất là dễ dàng. Chúng ta tạo cái nét mặt là gần gũi đối với là thân hữu. Hết sức phải chú ý cái điều đó. Nên á, chúng ta không thể nào chậm trễ được. Và câu hỏi này giúp đỡ cho chúng ta biết là thân hữu biết rõ đó là họ đang đặt vào cái niềm tin nào, cái cơ sở nào để họ có sự sống đời đời. Đó. Điều này giúp đỡ cho thân hữu. Điều này giúp ngăn ngừa thân hữu nói vào phần cuối bài nữa là: tôi đã luôn luôn tin chắc Đức Chúa Giêsu và tin cậy một mình Ngài để được sự cứu rỗi. Nghĩa là gì? Chúng ta đã làm cho người ta biết cái câu trả lời của mình ở trong cái giảng bài phúc âm. Vì vậy chúng ta cần phải chú ý đừng có để một cái thông tin nào về tin Chúa, về Chúa Giêsu là ai, làm gì ở trong cái lời chứng cá nhân. Chúng ta hết sức là yên lặng và cẩn thận để trình bày cho họ hiểu cái điều mà chúng ta muốn trình bày. Vì vậy chúng ta có cách nào để giúp cho thân hữu trả lời câu hỏi chẩn đoán thứ hai trong các chương trình TV ở tại Việt Nam hoặc là Mỹ á, thì nó có cái chương trình gọi là trợ giúp cái người mà được phỏng vấn ở trên TV á. Thì trong cái trợ giúp này đó là cô có thể nhờ gia đình, cô có thể nhờ bạn hữu, cô có thể nhờ sự trợ giúp thứ ba. Thì bây giờ đó, ở trong bài học nói là sau nhiều lúc sẽ có nhiều lúc thân hữu không sẵn sàng cho câu trả lời tôi không biết, thì có bốn cái cách đối đáp để chúng ta dùng mà giúp thân hữu hiểu cái điều đó. Đây là một phần thực tập rất là quan trọng. Tôi xin nói lại, rất là quan trọng. Tại sao vậy? Chúng ta cần biết một điều rằng đó là Chúa Ngài có một cái khi cho con người mình có một cái độ nhạy cảm ở trong cái sự tiếp xúc với lại là thân hữu. Nhạy cảm. Vì vậy khi mình hỏi đó là bạn có biết chắc, rồi hỏi cái câu đó là lý do nào để ta cho con vào thiên đàng ở với ta, thì bạn sẽ trả lời với Chúa như thế nào? Họ cũng im, họ nhìn mình trơ trơ và họ cũng chẳng nói là thế nào hết á. Họ cũng nhìn qua nhìn lại đó. Thì á, đầu tiên á, trong bài học có cho chúng ta biết đó là chúng ta phải thay đổi lời nói. Ví dụ đó là bạn sẽ lời với Chúa như thế nào, thì mình sẽ đổi lại cái cách nói mình, đó là bạn nghĩ rằng bạn sẽ nói gì. Bạn nghĩ rằng bạn sẽ nói gì đó. Mình sẽ đổi cái lời nói, thay đổi lời nói. Thay vì đó là bạn sẽ trả lời với Chúa như thế nào, bây giờ họ không trả lời, họ im qua im lại, thì mình nói rằng thưa anh nghĩ rằng anh sẽ trả lời với Chúa như thế nào, họ không chẳng trả lời. Thì bây giờ chúng ta sẽ đặt thành một câu hỏi chung. Chúng ta nhìn trong bài học ấy,
đặt thành một câu hỏi chung. Và kinh nghiệm của tôi ấy, các bạn chú ý và nếu được thì các bạn có thể viết được, nên viết như thế này. Đó. Trước đây chưa phải chú ý, mình sẽ đặt thành câu hỏi chung, chung là đông người ấy các bạn, đông người số đông á. Đó là một số người vẫn thường nói nhờ vào việc đi lễ nhà thờ, nhờ vào việc hát trong ca đoàn, nhờ vào việc đó là mình quen biết một số các vị lãnh đạo của tôn giáo. Một số người đã thường nói như vậy để được vào thiên đàng. Có phải đó là điều anh nói để được vào thiên đàng phải không? Chúng ta chú ý chỗ này, đặt thành câu hỏi chung có nghĩa là gì? Đó là có một số người mà chúng tôi được biết họ nói rằng đó là để được vào thiên đàng thì đi nhà thờ, làm những cái việc từ thiện của giáo hội, hát ở trong ca đoàn, quen biết các vị lãnh đạo tôn giáo. Thưa anh, có phải đó là điều mà anh muốn nói phải không? Đó là cái điều kiện mà anh kết luận phải không? Đó, một số đông người đặt thành câu hỏi chung như vậy. Họ không im, cũng chẳng nói gì, cũng chẳng có hướng gì cả. Thế thì chúng ta sẽ đến cái phần thứ ba, quan trọng lắm. Đó, phần thứ ba mà nói là thưa với bạn, trước đây, nhớ nha, nói trước đây nha, trước đây tôi vẫn thường nói điều kiện để được vào thiên đàng đó là luôn luôn phải sống tốt, làm lành lắm dữ để được vào thiên đàng. Có phải chăng đây là điều anh nói với Đức Chúa Trời không? Có phải chăng đây là điều mà anh trả lời với Chúa qua câu hỏi này không? Thay đổi lời nói, đặt thành một câu hỏi chung, rồi mình đưa ra cái điều là trước đây tôi đã từng nói nhờ vào một cái điều kiện công đức làm việc tốt làm để được vào thiên đàng. Nhưng mà rồi họ cũng không, tôi không có công đức, tôi cũng chẳng làm gì đó. Thì á, ông John F. Kennedy ông cho chúng ta một cái ý mà tôi đã từng gặp rồi, đó là mình cần phải đồng ý với thân hữu. Như vậy bạn thật sự không biết cách trả lời làm thế nào để được vào thiên đàng phải không ạ? Chúng ta xem ở trong trang số 51 của bài học của chúng ta đó, trang 51. Như vậy bạn thực sự không biết cách làm thế nào để được vào thiên đàng phải không ạ? Các bạn có thể nhìn thấy tôi để làm cái bài tập này. Thứ nhất là chúng ta để tay lên miệng là thay đổi lời nói. Thay đổi lời nói. Thứ nhì là đặt thành một câu hỏi chung. Chúng ta làm một cái bài tập đặt thành một câu hỏi chung. Thứ ba là nói về vấn đề một cái điều kiện cá nhân, chúng ta để vào trái tim nó ngập. Thứ tư là chúng ta lắc đầu, hay là bạn thật sự không biết. Như kia một cái cô ở trong lớp học mình, cô có chia sẻ với tôi, học cái này phải đi ra thực hành. Và chúng ta chứng kiến các toán trưởng hỏi thân hữu, rồi đối đáp với thân hữu, rồi trợ giúp thân hữu câu trả lời để đi vào phúc âm rất rất là quan trọng. Nhưng mà chúng ta ở khắp nơi, mỗi người, mỗi quốc gia, mỗi tỉnh thành không thể được. Nhưng tôi hy vọng rằng bây giờ cái phần đầu chúng ta là chúng ta có khái niệm, chúng ta thuộc cho vững cái dàn bài phúc âm. Sau đó thì đến phần cuối bài học thì chúng ta sẽ trao đổi tiếp tục với nhau và chúng ta có cái nguồn thân hữu như thế nào để chúng ta có thể đi thực tập cá nhân của mình. Mình vừa là quán trưởng, mình vừa là học viên, và chính Đức Thánh Linh của Chúa là đấng dẫn dắt chúng ta trong cái kỳ thực tập và đi làm chứng này. Chúng ta có nghe rõ bốn cái điều trợ giúp cho thân hữu hầu cho họ có thể có cái câu trả lời. Quý vị có nghe rõ không ạ? Quý vị có nghe rõ không ạ?
Có nghe rõ không người Hải Phòng? Dạ nghe rõ ạ. À, rồi, thế thì chúng ta qua tiếp trang 51 ra trang 52. Chúng ta lặp lại và xác định các câu trả lời của thân hữu. Phải chú ý cái này. Không xác định á là hỏng đấy. Vì vậy chúng ta nhớ là họ trả lời nội dung như thế nào để trước khi họ được vào thiên đàng. Đó, mình phải xác nhận là họ nói đúng. Lạy Chúa, Ngài cho con vào thiên đàng lý do gì đó vân vân. Để làm gì? Để cho thân hữu họ thấy rằng mình tôn trọng họ. Vì vậy chúng ta sẽ trả lời các lý giải các câu trả lời như sau. Việc trình bày phúc âm phải được điều chỉnh cho thích hợp với từng cá nhân. Chúng ta viết chữ điều chỉnh. Nó tựa giống là người béo thì mình phải may đồ rộng, người ốm thì may đồ chật. Tập thợ may khéo là cái người mà biết đo, biết đếm, biết cân đối cái ngoại hình như thế nào để phù hợp với một cái người khách hàng của chính mình. Nên việc trình bày phúc âm phải được điều chỉnh cho thích hợp. Bài học có cho biết cách trình bày phúc âm theo chứng đạo sơ rộng là rất linh hoạt vì nó có thể được chuyển đổi cho phù hợp với mỗi thân hữu. Chứng nhân có thể nắm bắt câu trả lời của thân hữu để trình bày phúc âm thích hợp với tình trạng thuộc linh của người đó. Người đó rằng tôi không biết cách vào thiên đàng, tôi đang tìm hiểu hay lý do nào, và xuất phát từ cái điều trả lời của miệng họ trên hai cái câu hỏi chẩn đoán đó. Thế thì chúng ta thấy á, khi mà đi làm chứng thì á, con người có thể tin cậy chỉ một trong hai nhân vật sau đây để được vào thiên đàng. Một á, họ tin cậy vào một đấng nào đó, hay chúng ta hiểu là tin cậy vào Đức Chúa Giêsu để được vào thiên đàng. Hoặc là họ tin vào tôi tự làm, tôi tự thích, tôi tự tìm, tôi tự có. Vâng. Thế thì họ tin vào chính mình, đó là những cái nỗ lực của cá nhân hay của bản thân. Đó. Ví dụ như họ nói rằng tôi đi nhà thờ để được vào thiên đàng, tôi là người láng giáng lì và láng giềng tốt bụng, tôi được vào thiên đàng, tôi hay giúp đỡ cho người nghèo khó thì tôi được vào thiên đàng, tôi sống đạo đức và làm lành lánh dữ, tôi được vào thiên đàng. Như vậy thì đây là những người mà họ chỉ tin cậy vào mình chứ họ không có tin cậy vào Chúa. Và nếu như vậy thì mình sẽ làm thế nào? Bây giờ có một cái bài tập hỗ trợ, một cái bài tập hỗ trợ chúng ta về những cái câu hỏi. Bây giờ mình để mình phân biệt được hạng người nào để chúng ta có thể giúp đỡ cho họ biết họ ở đâu để chúng ta có thể trả lời đối với họ. Bây giờ hạng người thứ nhất, ví dụ như đi ra ngoài đường phố ở chỗ Hải Phòng, chỗ sân vận động đó, tôi gặp một người, tôi hỏi câu hỏi thứ nhất, anh có biết chắc được vào thiên đàng? Anh nói có. Tôi hỏi câu thứ hai, nếu mà lý do nào ta cho con vào thiên đàng, anh trả lời, nói là tôi tin cậy Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình. Thì mình phải làm sao? Thì mình biết chắc rằng đây là một người tín hữu. Và cái cách giải quyết của mình á là đừng có lúng túng. Mình nói rằng, ồ, tôi đang đi làm chứng đạo đây anh. Chúng ta khoan nói vậy đó. Và mình chỉ cần nói như này, rất là quý. Và tôi rất là mong muốn anh chia sẻ lại cái kinh nghiệm. Chia sẻ lại cái kinh nghiệm làm sao mà anh được trở nên một tín hữu, một con cái của Chúa. Chúng ta chỉ cần như vậy thôi. Và từ đó mình có thể mời họ tham gia một toán chứng đạo, mời họ về thăm nhà hay là thăm hội thánh của mình. Đó là hạng người thứ nhất, là một người tín hữu đã tin nhờ Chúa. Hạng người thứ hai, mình hỏi, đó là câu thứ nhất, có biết chắc được vào thiên đàng không? Mà nói rằng đó, câu thứ nhất, dạ biết, dạ tôi không biết, là chuyện xa vời quá tôi không biết. Nhưng khi hỏi câu thứ hai, tôi cậy công đức, tôi làm lành lánh dữ để tôi được vào thiên đàng, thì mình biết chắc đây là một người chưa tin Chúa. Và mình cái cách giải quyết là chia sẻ phúc âm cho họ. Khi nghe anh trả lời câu hỏi thứ nhất thì tôi nghĩ rằng có một cái tin vui để nói với anh. Nhưng khi nghe trả lời câu hỏi thứ hai vừa qua là anh cậy công đức riêng anh thì như vậy,
thì tôi tin chắc rằng có một tin tức tốt mừng nhất mà anh chưa từng được nghe đến, và mình cho họ tiếp tục và chia sẻ với anh. Rồi giờ đến tình huống thứ ba ở trong bài học á. Hỏi câu hỏi thứ nhất, biết chắc vào thiên đàng không? Yes, có chứ, chắc chắn lắm á. Rồi mình hỏi câu hỏi thứ hai, nếu như lý do nào tôi cậy công đức của tôi thì tôi được vào thiên đàng, nó khác cái phần trước, thì mình biết rằng đây là một cái hạng người, đây là kiểu mà tin mà không hiểu, và họ chỉ cậy cái phần công chính riêng của mình để được vào thiên đàng. Thì mình tiếp tục là gì? Rất đơn giản, chia sẻ phúc âm, chia sẻ phúc âm cho họ. Rồi hạng người thứ tư, đó là hỏi câu hỏi thứ nhất, họ nói không, tôi không biết chắc được vào thiên đàng. Nhưng hỏi câu hỏi thứ hai, lý do nào ta cho con vào thiên đàng? Họ nói là do tôi tin cậy Chúa Giê-xu. Thì đây là hạng gì? Đây là những người tin Chúa mà là thiếu chắc chắn. Thiếu chắc chắn. Kể cả con em của mình nữa. Quý vị thử hỏi những câu hỏi này với là thân tộc, con em, bà con, hay là những người quen của chúng ta. Kể cả quý vị dám hỏi trong hội thánh này. Một ngày kia thì có một cái nhóm sinh viên ở trong cái hội thánh. Họ học một khóa tiếng đạo. Thì cái hôm đó thì tôi được mời đến một cái buổi nhóm của ở tại quận nhất Sài Gòn. Thì cái ông mục sư trưởng ông mới lên ông làm chứng. Ông nói sở dĩ mà tôi cho mở cái lớp này ở tại hệ phái, tại hội thánh chúng tôi là nó có cái lý do. Đó là một số các em sinh viên tại nơi đây thì nó đi học, và một ngày kia thì nó gặp tôi. Nó thưa thầy, thầy cho phép con hỏi một câu được không ạ? Ông này nói, hỏi cái gì? Thì mấy em sinh viên đó, em mới nói là thầy ơi, thầy có biết chắc mình được vào thiên đàng để ở với Chúa không, hay là thầy đang tìm hiểu? Ông này lãnh đạo của một cái hệ phái, lãnh đạo cao à, mà sinh viên trường Kinh Thánh, rồi học ở tại cái trung tâm đó, rồi họ đi học chiến đạo, họ về cái họ nói chuyện. Ông mới nói rằng hỏi câu hỏi gì sốc gì vậy? Câu hỏi này ở đâu vậy? Nói dạ tụi con học, nhưng mà ông mục sư, ông có biết chắc mình được vào thiên đàng không, hay ông đang tìm hiểu? Ông nói tụi nghe quá ấn tượng về câu hỏi này. Rồi chẳng những vậy thôi, nó xóa bỏ khoảng cách luôn. Giữa bên một bên là lãnh đạo đỉnh của một cái hệ phái, một bên là một học viên thần học. Nói, ông mục sư cho con hỏi câu thứ hai nữa. Nếu đứng trước cửa thiên đàng mà Chúa hỏi lý do nào ta cho con vào thiên đàng, thì ông mục sư sẽ trả lời với Chúa như thế nào? Ông nghe xong, ông còn sốc nữa. Hai câu hỏi này hay quá. Thì cuối cùng hai em nói là con đi ra ngoài công viên dọc bờ sông, con thấy một người tín đồ ở trong hội thánh đang làm quen và làm chứng. Rồi con mới bắt đầu ngồi lại để mà nghe. Con thấy hay quá. Và rồi con mới có cái ao ước là mình trở nên một chuyên nhân. Và ông mục sư định đó, ông mới nói như thế này nè. Đây là lý do mà tôi nghĩ rằng giúp cho hội thánh Chúa biết, con cái của Chúa phải biết chắc mình là sự cứu rỗi, và biết cách để mình có thể mở miệng với thân hữu. Và ông nghe ông rất là choáng váng khi hai cái câu hỏi đó đến với ông. Và đó là lý do mà ông cho mở lớp để cho tín hữu được học lời Chúa Trời. Vì vậy chúng ta phải biết rõ cái lý do của thân hữu trả lời, và mình rất là bình tĩnh, đừng có sợ mất thân hữu. Nếu Chúa muốn cứu họ thì Chúa sẽ giữ chân của họ trong vòng mấy mươi phút mình trình bày phúc âm. Còn nếu mà chưa thì mình gieo, còn một ngày nào khác thì Chúa sẽ dùng người khác để mà gặp. Thế thì có một cái câu chuyện tiếp. Cái câu chuyện tiếp mà chúng ta có ở trong giảng bài á, mà câu này tôi thưa với quý vị là chúng ta phải thuộc đó. Khi nghe bạn trả lời câu hỏi thứ nhất thì tôi nghĩ rằng có một cái tin vui để nói với bạn. Nhưng khi nghe bạn trả lời câu hỏi thứ hai thì tôi biết chắc rằng có một tin tức tốt mừng nhất, tốt nhất luôn tôi miếng cả, mà bạn chưa từng được nghe đến. Thế nên thân hữu trả lời đa phần là trả lời sai. Bây giờ mình phải xử lý như thế nào? Chúng ta
xem ở trong trang số 52 đó. Làm thế nào để mình nói thân hữu họ sai mà họ không có bị phiền gì hết? Rồi á, tuyệt đối là đừng nói bạn nói sai rồi. Câu thứ nhất cũng sai, câu thứ hai cũng sai, chỉ sai rồi, đừng nói như vậy. Nhưng mà mình phải dùng một cách đó là mình tiếp cận một cái tin vui. À, tin vui đó là khi bạn trả lời câu hỏi thứ nhất, tôi nghĩ rằng có một cái tin vui để nói với bạn. Nhưng khi nghe bạn trả lời câu hỏi thứ hai thì tôi tin chắc rằng có một tin tức tốt mừng nhất mà bạn chưa từng được nghe đến. Và chúng ta chuyển tiếp tin vui này một cách đầy nhiệt tình, đầy cởi mở, đầy thân thiện, chứ không phải là phán quyết. Mình chỉ, mình nạt nộ họ, cởi mở lắm. Và rồi, lời chuyển tiếp về tin vui này thường thì được thân hữu đáp ứng một cách cởi mở, vì nó là một cái thông tin hết sức là kỳ diệu. Hết sức là kỳ diệu. Chúng ta qua trang. Rồi giờ làm thế nào để mà xử lý một câu trả lời đúng? Họ trả lời câu tự hỏi thứ nhất là trả lời đúng. Câu trả lời hai thì họ trả lời cũng đúng. Thì mình biết rằng đây là một cơ đốc nhân. Thế thì mình có chia sẻ phúc âm cho họ không? Đó, chia sẻ phúc âm cho họ. Thế thì á, thông thường á, thì là mình vẫn có thể tiếp xúc với họ, nhưng mà tuyệt đối không có nói câu này: chúng tôi đang đi thực tập chứng đạo. Thực tập chúng ta tìm thân hữu để mà nói cái câu chuyện phúc âm. Thôi giờ mời anh chị xuống, ngồi xuống đây đi, dầu là tín đồ nhưng mà để tôi thực tập. Chúng ta có nên nói như vậy không? Chắc chắn là không. Nhưng mình á, bình thường là xin anh chị có thể chia sẻ cho chúng tôi biết làm thế nào để anh chị có thể tiếp nhận Chúa, và bây giờ anh chị có cái từng trải gì chia sẻ. Riêng bản thân tôi đây thì tôi có cái từng trải là chia sẻ cho thân hữu 5 điều để họ có thể biết được sự sống đời đời. Dùng hai câu hỏi chẩn đoán, rồi mình chia sẻ phúc âm cho thân hữu như thế nào, thì mình chia sẻ cái câu chuyện mà mình đang học tại nơi đây để giúp đỡ cho người tín hữu này họ có lòng khao khát, và họ sẽ cùng với chúng ta để tiếp tục tham gia cái mạng lưới chứng đạo sâu rộng toàn cầu. Và nhớ rằng mình không phải là chỉ là người đi hái trái, nhưng tôi và quý vị trong cái phòng cầu nguyện là chúng ta được trang bị trở nên những người môn đồ, những người đi trồng cây, những người mà chúng ta không có phải đi mua, mà chúng ta trồng cây, cây lớn lên, nó có trái, nó được phân bó, nó được này nọ vân vân. Để làm gì? Để chính chúng ta chứng kiến được cái việc của Chúa làm. Có một câu nói ở trong bài học như thế này: chúng ta có thể chia sẻ cái câu chuyện phúc âm với một cơ đốc nhân vẫn tốt hơn là mình chạy lanh quanh 2-3 địa chỉ mà không gặp được một người nào ở nhà cả, hoặc là mình thăm dò nhiều thân hữu mà không ai cho mình chia sẻ. Quan trọng là gì? Cái miệng mình đây, mình mở ra được, mình nói chuyện với mục sư, mình nói chuyện với tín hữu, nói chuyện với thân hữu về cái dàn bài phúc âm mà nó trải nghiệm qua trái tim, qua cuộc sống của mình. Xin phép trình bày, xin phép hỏi. Khi nghe câu hỏi thứ nhất, khi nghe câu hỏi thứ hai, thì tôi biết chắc rằng có một tin tức tốt mừng nhất mà bạn chưa từng được nghe đến. Vì vậy, chúng ta có thể xem thêm những cái phần sau đó để chúng ta hiểu được làm thế nào mà chúng ta có thể chia sẻ phúc âm và trả lời cho thân hữu. Bây giờ chúng ta qua trang 54 là chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi đúng và sai. Các câu hỏi đúng và sai trong câu này, trong bài học của chúng ta. Bây giờ tôi xin mời ai ở trong lớp học á, mời cô Tuyết đọc câu số 1 cho mọi người nghe, và chúng ta sẽ trả lời được câu này là đúng hay là sai. Câu số 1, xin mời. Mời một người ở trong lớp học. Phương Lê là ai? Rồi ai ai đó, chúng ta có mặt, chúng ta đọc câu số 1. Một người nào đó khởi động đọc câu số 1 để cho mục sư có thể nghe được đấy ạ.
Dạ, nhờ anh đọc một chút nha. Đọc đi, đọc đi. Không đọc một sư dành một sư đọc á, mất điểm đấy. Câu hỏi thứ nhất. Hai câu hỏi chẩn đoán là công cụ trợ giúp quý giá trong việc xác định tình trạng thuộc linh của thân hữu. Câu này đúng hay sai? Xin chữ tộc khoanh vô, câu này đúng hay sai? Thì đúng không sư? Dạ, đúng, mười đúng, đúng. Rồi, thứ hai, câu hỏi chẩn đoán thứ nhất đặt ra nhằm cho chúng ta biết thân hữu nghĩ rằng họ đã có sự sống đời đời hay chưa. Câu này đúng hay sai? Câu hỏi chẩn đoán thứ nhất đặt ra để cho chúng ta chẩn đoán thân hữu, họ nghĩ rằng hay là họ xác định rằng họ đã có sự sống đời đời hay chưa. Câu này đúng hay sai? Người Hải Phòng trả lời. Sai. Dạ, một câu trả lời. Có ai trả lời ý kiến gì nữa không ạ? Sai ạ. Dạ, thưa, câu này á có là mình giúp cho người ta nhận định, giúp cho người ta thấy được cơ mà, cho nên câu này là đúng á. Câu hỏi thứ nhất nha, đặt ra nhằm cho chúng ta là người đi làm chứng á, để mình đoán chừng thân hữu họ đã có sự sống đời đời hay chưa, nghĩa là bạn có biết chắc được vào thiên đàng không, cho nên câu này là đúng chứ không phải là sai. Dạ, câu này đó. Mình mà mục đích là mình moi cho được cái thông tin để họ hướng về cái điều là họ đã có sự sống đời đời hay chưa, nên câu này là đúng ạ. Đúng. Câu thứ ba, chúng ta sẽ viết chữ gì vào đây? Ai đoán được? Viết chữ gì vào trong cái khoảng trống á, trước khi đặt câu hỏi chẩn đoán thứ hai, bạn nên chấm 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 chấm. Được, chia sẻ hữu âm. Chúng ta viết chữ gì? Xin phép. Xin phép. Chính xác, chính xác. Xin phép ạ. Please. Please. Đó, xin phép. Rồi, câu số 4. Câu trả lời cho câu hỏi chẩn đoán thứ hai giúp chúng ta hiểu được thân hữu đặt niềm tin vào điều gì để được sự cứu rỗi. Câu này đúng hay sai? Đúng. Đúng, đúng. Dạ, yeah, câu này đúng. Rồi, bây giờ chúng ta tự viết nha. Bốn cách để có câu trả lời cho câu hỏi chẩn đoán thứ hai là có bốn cách để mình trợ giúp cho thân hữu có câu trả lời chẩn đoán. Câu thứ hai. Thứ nhất là gì? Chúng ta viết chữ gì? Chữ là thay đổi lời nói, thay đổi cách nói. Chúng ta xem đối chiếu ở trong trang số 51 á. Đối chiếu trang nào? Thứ nhất là thay đổi cách nói, lời nói. Thứ nhì là mình đặt thành một câu hỏi chung. Đặt thành một câu hỏi chung. Thứ ba đó là đặt chính mình, đặt cá nhân mình, đặt cá nhân mình vào một tình huống trước đây, đặt cá nhân mình vào một tình huống trước đây, đặt cá nhân mình vào một tình trạng trước đây, là nói chính mình đã từng đã thế nào. Tôi nói lại, thứ nhất đó là mình thay đổi cái lời cách nói, thứ nhì là mình đặt thành một câu hỏi chung, thứ ba là đặt một cái tình trải của cá nhân mình trước đây, và điều thứ tư đó là mình phải đồng ý rằng với thân hữu đó là họ không biết cách trả lời. Chúng ta viết vào đó bốn ý. Khi thi cuối khóa thì cái chỗ này luôn luôn có câu hỏi này.
có bốn cách chúng ta trợ giúp tân hữu. Thứ nhất là thay đổi cái lời nói, cách nói. Thứ nhì, đặt thành một câu hỏi chung. Thứ ba, đó là cá nhân hóa chính mình vào trong một cái tình trạng trước đây. Và thứ tư là mình đồng ý với thân hữu là không biết cách trả lời đối với Đức Chúa Trời. Câu thứ sáu, chú ý nha, đúng hay sai? Nếu thân hữu trả lời là có, tôi biết chắc tôi được vào thiên đàng của câu hỏi thứ nhất. Và câu hỏi thứ hai, hẳn là tôi cậy công đức để được vào thiên đàng, thì mình biết rõ ràng đây là một tín hữu, một cơ đốc nhân. Câu này đúng hay sai? Câu này đúng hay sai? Xin có người trả lời ạ. Sai một sai ạ. Sai ạ. Dạ, sai ạ. Câu này sai. Rồi câu thứ 7, nếu một người trả lời sai đối với câu hỏi thứ nhất rồi lại trả lời đúng với câu hỏi thứ hai, thì á, đây là một hạng người thiếu, đó là thiếu chắc chắn. Chúng ta biết chữ đây là một cái hạng người thiếu chắc chắn, hạng người thiếu chắc chắn. Và đối với hạng người này thì mình tiếp tục để chia sẻ phúc âm thôi. Chia sẻ phúc âm. Câu thứ 8, nghe rõ nhé. Không có cách nào để mình nói với thân hữu khi họ trả lời sai các câu hỏi chẩn đoán mà không làm cho họ mất lòng, phiền lòng, phật lòng. Mình không có cách nào nói hết. Mình đừng có đá động gì đến sai. Đúng rồi, nó là khi nghe bạn trả lời câu hỏi thứ nhất, tôi nghĩ rằng có một tin vui để nói với bạn. Nhưng khi nghe bạn trả lời câu hỏi thứ hai như thế này, thế kia, kính thưa các loại đó, thì tôi tin chắc rằng có một tin tức tốt lành nhất mà bạn chưa từng được nghe đến. Câu hỏi nói ra là gì? Không có cách nào. Mình á, hai ba cách luôn ạ. Mình nói là tin vui nè, mình chắc mình đã là chưa từng được nghe đến nè, vân vân. Cho nên câu này là sai. Sai. Dạ. Đọc cho kỹ nhá, câu này sai. Rồi, nếu thân hữu hay là nếu mình tiếp xúc một người rõ ràng đây là một người tín hữu thì mình không cần phải tốn thì giờ để mà chia sẻ phúc âm cho họ nữa. À, không cần tốn thì giờ để mà chia sẻ phúc âm cho họ nữa. Câu này đúng hay sai? Đúng. Đúng ạ. Dạ. Mình không có tốn thì giờ để chia sẻ phúc âm nữa, nhưng mình có thể yêu cầu họ thuật lại cho mình biết thế nào họ tin Chúa, và mình cũng có cơ hội trình bày cái giảng bài phúc âm để nói cho họ biết rằng đó là đây là một cái mạng lưới để có thể làm chứng về Chúa cho người khác. Dạ. Câu này đúng. Thế thì bài học hơi dài một tí, nhưng mà chắc chắn là chúng ta đều có thể cậy ơn Chúa để tiếp tục học. Tôi thì không biết là hôm nay chúng ta có bao nhiêu người lên lớp. Tôi không có nắm được cái thông tin này. Tôi không nắm được. Dạ, hiện giờ có 31 rồi, mục sư ạ. 31 hả Tiết? Dạ. Dạ, cảm ơn Chúa. Rồi, như vậy thì là chúng ta sẽ tiếp tục cái lớp học của mình vào sáng ngày 12 và sáng ngày 13. Dạ, mình sẽ tiếp tục. Anh em bên đó có yêu cầu gì, hoặc là nếu mà cần thiết thì là cô Tuyết hoặc là anh em nào có đủ hiểu biết về máy móc phương tiện đó có thể thâu băng lại, rồi cho những người nào không vào lớp học thì có thể nghe lại.
đương nhiên cái cách học này là cái một cái cách học là rất là hạn chế, nhưng mà chúng ta cầu nguyện chiếu sức dầu, rồi mình sống thật, mình trải lòng, và mình đúng là không có thời giờ để gặp nhau, vì một cái khóa học như thế này nó đòi hỏi chánh quy, đòi hỏi phải có 5 ngày liên tục, đòi hỏi là chúng ta phải đi ra thực hành, chứ còn bằng không thì chúng ta chỉ là những người là xem hoa. Rồi á, bây giờ tôi cậy ơn Chúa và tôi kêu gọi quý vị nè, đó là chúng ta sẽ nắm vững hai câu hỏi này. Mình bắt đầu tìm cho được 5-7 người, mình hỏi là bạn có biết chắc được vào thiên đàng không. Hỏi câu thứ hai, và mình hỏi thuộc cái dàn bài phúc âm như vậy, và họ trả lời chắc hay không chắc gì đó. Mình trình bày phúc âm theo cái điều mà Chúa sức dầu cho mình. Và đặc biệt tôi xin quý vị năn nỉ á nha, năn nỉ á là quý vị hãy liên lạc và gửi cho tôi cái lời chứng cá nhân để tôi dành thời giờ để tôi trợ giúp sửa lại, và tôi sẽ trả lại cho quý vị cái bài lời chứng này. Đây là một công việc rất là công phu, mất ăn mất ngủ chứ không phải đơn giản đâu. Tôi muốn phục vụ quý vị với cái tấm lòng trải nghiệm, với một sự chân thành. Mặc dù chúng ta chưa biết nhau, nhưng mà chúng ta thật sự là những người có gánh nặng chung về một đất nước được Việt Nam được biến đổi, một đất nước Việt Nam này được chinh phục cho Chúa Giê-xu qua đời sống và qua sự sức dầu của Chúa cho chúng ta là những người lãnh đạo hội thánh, những nhân sự trong hội thánh, những đứa con của hội thánh, và muốn kết quả cho Chúa. Quý vị có amen không ạ? Amen, thưa mục sư. Dạ. Amen. Cảm ơn mục sư ạ. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ hiệp chung cầu nguyện kết thúc bài học số 5 ạ. Dạ. Dạ, tôi muốn mời một anh em nào đó, mời một người nào bên Nga đó. Có người bên Nga ở đây không ạ? Người bên Nga sẽ cầu nguyện kết thúc cho lớp học. Dạ, có, bên Nga có. Dạ vâng, xin mời người bên Nga cầu nguyện ạ. Mục sư đang nhắm mắt, người đang cầu nguyện đấy ạ. Xin mục sư và các anh chị em cùng hiệp tâm cầu nguyện ạ. Ô hallelujah, kính lạy Chúa là cha nhân từ của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì ngày hôm nay chúng con được qua mục sư dạy cho chúng con về những chứng đạo cá nhân. Hallelujah, chúng con cảm tạ ơn Chúa, và chúng con như lời mục sư vừa nói là chúng con cùng chung mang cái gánh nặng để đem tin lành đến cho nhiều người Việt Nam còn chưa biết đến Ngài. Chúa ơi, hallelujah, Chúa ơi, chúng con cảm tạ ơn Chúa vì chúng con được học những sự khôn ngoan, chúng con được học những điều rất là bổ ích để chúng con ra đi, chúng con đem tin lành của Ngài để chia sẻ cho nhiều người Việt Nam ở tại nước Nga, cũng như ở khắp nơi trên thế giới, cũng như ở chính mảnh đất quê hương Việt Nam của chúng con, để cho nhiều người được biết đến danh của Ngài, nhiều người cũng được tin Ngài và được hưởng phước lành như chúng con đang được hưởng. Chúng con cảm tạ ơn Chúa, xin lời của Ngài cứ ăn sâu vào lòng chúng con, đâm rễ vững nền trong lòng chúng con, để chúng con có kiến thức, chúng con có đầy đủ những cái sự tự tin để chúng con ra đi, chúng con giao giảng tin lành cho Ngài và có kết quả một cách bội phần hơn về cho nhà của Chúa. Hallelujah, mọi vinh hiển đều thuộc về Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa, xin Chúa chúc phước cho mục sư Thiên Phước bội phần hơn, để mục sư lại tiếp tục phục vụ con cái Chúa.